Có vẻ như đêm qua mày nhậu dữ lắm phải không Lu? Đâu có đâu, có nhậu nhẹt gì đâu. Chứ sao gật gà gật gù vậy? Nhậu chứ là cái gì? Không có nhậu mà đó đó, không có nhậu. Chị giải thích coi. Tại hôm qua lo rượt mấy cái thằng bắt cóc con nít, rượt nó từ quận nhất sang tới Thủ Đức, từ Thủ Đức sang lại quận nhất. Cuối cùng có bắt được nó không? Không, mày đừng có ngủ nữa, nhìn tao nói chuyện coi. Thì có ngủ đâu, đang nói nè. Thì hôm qua cả đám đang ngồi lay rai ở trước nhà, thấy con thằng kia khả nghi quá, quăng luôn ly rượu với con khô mực chạy theo nó. Thì đúng y như rằng. Y như rằng thì, sao? Ông đừng có dò đầu tôi ghét hay dò đầu tôi lắm á, không tôn trọng người ta gì hết, rút kinh nghiệm nghe chưa? Rồi rồi rồi, tao biết rồi. Sao nữa? Tụi nó là ăn cướp phải không? Không phải ăn cướp, chứ là gì? Tụi nó là dân ăn trộm. Trộm gì? Trộm chó. Trời, trộm chó. Mày biết nó trộm chó mà mày còn rượt theo tụi nó làm chi? Ai biết đâu, tụi nó đi ăn trộm mà tụi nó độc lắm. Tụi nó bế theo con chó cái. Tôi nhìn tôi chịu không nổi, tôi phải chạy theo thôi. Tụi ngựa độc thiệt luôn á. Rồi sao nữa? Thì lúc tôi đuổi kịp theo tụi nó rồi, cái tụi nó hút tôi đi luôn. Rồi mày có sao không? Có sao chứ sao không có. Tôi phải giằng co với nó dữ dội lắm. Giằng co từ quận nhất ra tới Thủ Đức, từ Thủ Đức về lại quận nhất. Rồi sao mà mày thoát ra được? Tại dọc đường tụi nó hết xăng, cái tụi nó xuống dẫn bộ, bưng theo tôi chắc nặng lắm cho nên tụi nó thả tôi xuống. Rồi sao nữa? Cái tới cây xăng tụi nó đổ xăng nhưng mà hết tiền, cái tụi nó để tôi lại. Tụi nó nói bây giờ tụi nó hết tiền rồi, thôi còn có một con chó à, anh đổ xăng lấy đỡ. Rồi có vụ đó nữa hả? Có, lần đầu tiên thiệt tôi cũng mới thấy vụ đó luôn. Bởi vậy mày mới thoát được không phải không? Đúng rồi, mà thà tụi nó bắt tôi luôn đi, tụi nó để tôi chỗ đó, nếu biết đường nào về được, hỏi hết người này người kia, cuối cùng mới về được tới đây á. Phải công nhận bây giờ thủ đoạn của tụi bắt cóc dữ dội thiệt, quái quỷ quần què gì tụi nó cũng nghĩ ra được hết. Vậy luôn có cách nào để làm giảm thiểu nạn bắt cóc này hay không? Thì bây giờ gắn nhiều camera lên, chỗ nào cũng gắn hết cho tôi. Mày hay quá, không lẽ trong rừng cũng gắn luôn hả? Mày tưởng ít tiền lắm chắc. Ủa, có tiền bắn pháo bông được, có tiền xây dựng mấy cái nhảm nhí được, không lẽ mua 10.000 cái camera không nổi hả? Xe xua chi mấy cái vô ích, suốt ngày cứ lo xa nghĩ xa, trong khi những cái gần thì chưa giải quyết được cái gì hết. Vậy đặt không à, một xã hội thịnh vượng phát triển là thể hiện qua cái sự văn hóa văn minh lành mạnh. Mọi thứ phải xuất phát từ những cái bình thường nhất, xuất phát từ những con người bình thường nhất, chứ đâu nhất thiết phải thể hiện qua sự giàu sang. Mình phải có cái hướng riêng, cái lối đi riêng của mình chứ, đâu nhất thiết là người ta đi sao mình đi vậy. Làm vậy không đời nào mà mình bắt kịp được người ta hết, bởi lòng tham giết chết chúng ta là vậy. Thôi mấy anh để cho tôi ngủ tiếp nha. Xin một lời, tôi yêu Việt Nam.